Sau trận thua tuyển Trung Quốc 0-2, tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu nữa trước thềm vòng loại thứ hai World Cup 2026 gặp tuyển Hàn Quốc trên sân khách vào ngày 17 tháng 10 tới. Đáng lưu ý, ngày 11 tháng 10, hãng truyền thông MSN Sport của Hàn Quốc cũng đăng bài bình luận nói về đội tuyển Việt Nam. MSN Sport cho rằng việc tuyển Việt Nam để thua tuyển Trung Quốc lại bất ngờ khiến tuyển Hàn Quốc phải đứng trước những làn sóng tranh cãi. Theo tác giả Kim Yun Ho của MSN Sport, tuyển Hàn Quốc đứng trước tranh cãi xuất phát từ lý do một số chuyên gia và cổ động viên nước này cho rằng tuyển Hàn Quốc nên chọn đá giao hữu với những đối thủ có đẳng cấp tương đương hoặc cao hơn, thay vì đội tuyển yếu hơn hẳn như tuyển Việt Nam. MSN Sport bình luận, tuyển Việt Nam, một trong những đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Klinsmann ở loạt trận giao hữu quốc tế trong tháng 10, đã bị tuyển Trung Quốc đánh bại hoàn toàn. Đội quân của huấn luyện viên Chu Xie dẫn dắt đã để thúc thủ với tỷ số 0-2. Tuyển Việt Nam từng thể hiện sự trưởng thành nhanh chóng dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, bao gồm việc vào bán kết ASEAN 2018, vô địch SEA Games 2019, lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, trong đó có trận thắng ấn tượng trước Trung Quốc 3-1. Tuy nhiên, khi tuyển Việt Nam để thua tuyển Trung Quốc, huấn luyện viên Klinsmann và Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, những người đã xác nhận sẽ thi đấu với tuyển Việt Nam, cũng bị đặt vào thế khó. Hãng truyền thông của Hàn Quốc bất ngờ cho rằng đội nhà bị làm khó khi tuyển Việt Nam để thua tuyển Trung Quốc. Tuyển Hàn Quốc sẽ đá trận giao hữu đầu tiên trong tháng 10 gặp Tunisia vào ngày 13 tháng 10. Tuyển Hàn Quốc đứng thứ 26 còn Tunisia đứng hạng 29 FIFA. Khi mà sự chênh lệch về thứ hạng giữa hai đội không lớn, sẽ rất khó để tìm ra những tiếng nói chỉ trích về trận đấu của tuyển Hàn Quốc.